同心是种福气，全家有乜禁忌？有你冇你，冲突之后隔夜互受悲。情真早乜鬼气？随心说天说地，有我撑你，甘或苦味，快乐在同乡滋味。人生太多好戏，人间太多圣地，到处太美，天下之大，也未及回家一起。Trời ơi!Điện thoại mơ ước của con lại ra thị trường rồi. Giờ bạn học của con đều đổi để xài đó. Ui, cậu biết nhìn hàng đó. Ngay cả cậu cũng cảm thấy chiếc điện thoại này tốt phải không? Vậy đổi điện thoại đi. Cậu có biết không, tính năng của chiếc điện thoại này rất là tuyệt đó. Nhắn tin chụp hình thì không cần phải nói, màn hình rất đẹp, còn có rất nhiều trò chơi hay nữa đó. Nhưng mà cậu thích chiếc điện thoại này hơn. Cái này là phiên bản đặc biệt khởi nguồn từ chiếc điện thoại mà con thích. Nhưng mà đáng tiếc là rất khó tìm được hàng này, cậu đang tìm cách để mua nó đây. Thật kỳ lạ, bắt đầu từ khi nào cậu thích tìm hiểu về điện thoại vậy? Cũng đâu có gì lạ, chiếc điện thoại của Cherry đường truyền không tốt, cô ấy muốn đổi cái khác. Vừa đúng mẫu điện thoại mà Cherry thích chính là cái này. Cậu đã đi kiếm khắp các cửa hàng điện thoại ở Hồng Kông nhưng mà toàn bộ đã cháy hàng. Nè, dù sao con cũng là thanh niên thế hệ 9X sau này, nên con rất dạy bén với những thứ mới mẻ. Con có thể nói cho cậu biết làm cách nào mới mua được, chẳng hạn mua trên mạng có được không? Ừ? Nè cậu ơi, hay là như vậy đi ha. Con sẽ nghĩ cách để giúp cho cậu, mà cậu thì phải... Có nhà kỹ. Quy Quy, em muốn mua điện thoại mới mà đã được má cho phép chưa vậy? Hỏi má xem còn lâu mới được mua. Con biết vậy thì tốt. Sao hả? Muốn dụ cậu con mua tặng cho con sao? Nè, điện thoại của con hình như mới mua gần đây thôi mà. Mới mua cái gì chứ? Điện thoại của con nó xài hơn nửa năm rồi, còn là kiểu dáng của năm ngoái nữa. Lỗi thời rồi má ơi. Nè, con sinh ra cách đây 16 năm về trước cũng lỗi thời rồi. Vậy đem con đi đổi cái mới luôn nha. Công dụng hay nhất của điện thoại chỉ là gọi điện thoại mà thôi. Má gọi điện thoại là có thể kiếm được con, như vậy đủ rồi. Andy à, em mua điện thoại cho em thôi nha, đừng có mua cho nó đó. Không được. Hầu hết làm việc trong văn phòng đều có một điểm chung giống nhau. Vì chúng ta phải ngồi mà làm việc trong một thời gian khá lâu, cho nên đối với cơ thể sẽ tạo ra một loại gánh nặng đặc biệt. Nhưng nếu chúng ta thường thực hiện những động tác thể dục nhẹ nhàng thì cơ thể chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều. Vì vậy hôm nay tôi mời Khôi Ly làm thử cho mọi người xem. Được, cảm ơn cô. Bây giờ do thời gian có hạn cho nên mỗi động tác chúng ta chỉ làm có một lần, được không? Nhưng nhớ về nhà phải tập 5 lần đó. Trước hết chỉ là động tác của cổ. Được, gập đầu xuống dưới, gập về phía sau, giữ yên 5 giây. Đầu từ từ ngẩng lên phía trước, giữ yên 5 giây. Trở về vị trí ban đầu, xoay đầu sang bên trái, đầu xoay sang bên phải cũng làm như vậy. Lặp lại động tác trên 5 lần. Tốt, cúi đầu xuống rồi đưa lên, trở về vị trí ban đầu. Hai vai xoay về phía trước 10 lần. Hai vai xoay về ngược lại 10 lần. Được rồi, tay phải nắm chặt lên vai. Rồi tay trái nắm lấy cùi chỏ của tay phải. Duy trì trong 5 giây sẽ thấy được thả lỏng. Tay phải chập lên vai bên trái, tay phải nắm cùi chỏ tay trái làm như trên. Lặp lại động tác như trên 5 lần. Mỗi lần duy trì trong 5 giây. Rồi tay trái nắm lấy cùi chỏ của tay phải. Động tác kế tiếp, chúng ta thực hiện những động tác về bàn tay, chủ yếu về ngón tay. Tay phải nắm lấy 5 ngón tay của tay trái kéo về phía trước, duy trì trong 5 giây sẽ thấy được thả lỏng. Kéo ngón tay phía trước, sau đó quay ngược ngón tay lại. Hai tay đổi ngược lại giống như trên. Làm lại giống như trên 5 lần. Vận động ngón tay. Chúng ta đưa thẳng tay ra, đặt vào các ngón tay, để ngón tay ở phía trước, rồi kéo, sau đó chuyển ngón tay xuống dưới. Được rồi, bây giờ vận động eo. Hai chân đứng theo hình chữ V, tay phải giơ lên, tay trái chập hông. Dùng tay kéo người về phía tay chập hông. Lặp lại động tác trên 5 lần. Thôi được rồi, tốt lắm. Ngồi yên giữa hai chân dưới đất, chân phải duỗi thẳng còn chân trái chạm đất. Ngón chân đưa lên phía trước phía sau 5 lần. Đúng rồi, một bên chân vẫn để nguyên ở vị trí cũ, còn chân này thì duỗi thẳng về phía trước và lặp lại 5 lần. Ok, được rồi, làm rất tốt. Cảm ơn cô nha, Khôi Ly. Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì nhớ vận động thường xuyên. Bây giờ chúng ta trở về làm việc thôi. À dạ được. Cherry à, thật ra những động tác lúc nãy cũng rất quét cho em lắm đó. Nhưng bây giờ em đang mang thai thì phải vận động vừa phải thôi. Tóm lại, nếu em thấy động tác nào không thoải mái thì đừng có làm nha. Em biết rồi. Ý, cô giáo Trần chào cô giáo. Tới đây khám thai hả? Đúng vậy. Trong lúc cô đang mang thai, ngày nào cũng phải tới trường dạy học, chắc là vất vả lắm. Quy Quy đứa con nghịch ngợm này, ở trường có làm chuyện gì khiến cô tức giận không? Các Quy gần đây rất là ngoan, học hành chăm chỉ lắm, do bài tập đúng thời hạn,
Bài kiểm tra anh Văn tuần trước á, thành tích cũng rất là khá. Thật hả? Ừ. Nó chưa có nói với chúng tôi. Thật ra tính tình của các Quy vốn dĩ rất là ngoan, chỉ là suy nghĩ chưa có chín chắn. Chỉ cần khuyến khích động viên nó để nó tin vào bản thân mình, tôi chắc chắn con bé sẽ giỏi hơn nữa. Nói cũng phải, đứa con gái này của tôi những lúc nó không nghịch ngợm thì rất ngoan. Ừ. Cô giáo Trần, cô có thể vào gặp bác sĩ Anita rồi. Được rồi. Mời cô đi bên này. Nè, bà xã, bà nghe thấy chưa? Bà cứ cằn nhằn Quy Quy con gái mình không có hư như là mình tưởng đâu đó. Tôi không phải là muốn nói nó hư, chỉ là không muốn nuông chiều nó quá thôi. Nè, bà xã cũng nghe những lời mà cô giáo nói lúc nãy. Dạo gần đây thành tích học tập của nó tiến bộ rất nhiều. Người làm mẹ như bà có phải nên có biểu hiện gì không? Sao vậy? Ông không cần phải nói dòng do như vậy đâu. Ông muốn tôi mua điện thoại mới cho nó có phải không? Không phải đâu. Anh không muốn khuyến khích nó ham mới nơi cũ. Nhưng người làm cha mẹ có phải nên thưởng phạt phân minh hay không? Không được rồi. Mình không còn sức chơi nữa, chơi không nổi nữa đâu. Đúng là hết sức thật rồi. Cậu sao vậy? Trước kia cậu đâu có yếu đâu, mới chơi chút đã than mệt rồi. Cậu thử thức hai đêm liên tục đi làm báo cáo xem cậu có mệt như mình không. Không chơi nữa đâu, đi rửa mặt đi. Yếu xìu thiệt tình. Quy Quy, sao em không chơi bóng rổ vậy? Thì không hứng thì không chơi thôi. Dạ, qua được rồi. Gì vậy? Sao? Chứ trò gì mà vui quá vậy? Nè, là game mới nhất đó, phải chơi rất lâu mới qua màn được. Điện thoại mới hả? Có tốt không đây? Dĩ nhiên là tốt rồi, quay phim hết sảy luôn nha. Nếu anh không tin em sẽ cho coi đoạn phim vừa quay ngày hôm qua. Hay lắm sao? Để cho anh coi đi. Quy Quy, cậu sao vậy? Rõ ràng là biết mình cũng thích chiếc điện thoại đó, còn cố ý đem ra khoe khoang. Đúng là không biết điều gì hết. Cũng đành chịu thôi. Ai biểu má em đã ra lệnh cấm rồi thì ráng nhịn đi. Quy Quy à, có phải muốn đổi điện thoại không? Anh có cách hả? Rất đơn giản đó. Điện thoại bị hư không phải là sẽ đổi được cái mới sao? Điện thoại đã xài được mà, làm sao mà hư được? Dĩ nhiên còn tốt thì đâu có hư được. Nhưng nếu bất cẩn bị rớt xuống nước thì không muốn hư cũng phải hư thôi. Đúng không? Quy Quy à, chị thấy cái điện thoại của em cũng đã đến lúc bỏ rồi đó. Dĩ nhiên rồi, điện thoại của con bị rớt xuống nước không hư mới lạ. Nhưng tự nhiên tại sao điện thoại lại bị rớt xuống nước chứ? Cũng tại mấy người bạn của anh Nghiêm đó. Cười nói xạo. Cứ dành nhau điện thoại của con chơi, rồi con biết làm sao mà làm rớt điện thoại ở trong thùng nước luôn. Sao trùng hợp vậy? Con đang định đổi điện thoại mới thì chiếc điện thoại cũ lại bị rớt xuống nước. Con hãy nói thật cho má biết đi, có phải vì con muốn đổi điện thoại mới nên đã cố ý đem quăng chiếc điện thoại cũ xuống nước không? Tất nhiên là không phải thôi. Nhưng dù sao á, điện thoại của con cũng xài hơn nửa năm nay rồi, con cũng có cảm tình với nó chứ bộ. Sao con có thể cố ý quăng nó xuống nước được chứ? Được, nếu con đã có tình cảm với chiếc điện thoại cũ thì má sẽ mua cho con một cái giống y như vậy. Không, không phải gì đâu má, dù gì cũng phải mua, tất nhiên phải mua cái mới rồi. Nói cho cùng là con muốn đổi chiếc điện thoại mẫu mới thôi. Con có biết má ghét nhất là nói dối không? Con hãy nói thật cho má biết, thật ra chiếc điện thoại đó đã bị rơi xuống nước hay là có người đã quăng nó xuống nước? Nói Quy Quy à, con không phải thật sự quăng nó xuống nước chứ hả? Con xin lỗi, nhưng mà điện thoại không phải con quăng xuống nước đâu. Con chỉ nói chơi tiếp thôi chủ. Ai ngờ anh xài thật sự đã quăng nó xuống nước. Nhưng mà Quy Quy à, người có lỗi trong chuyện này chính là em mới đúng đó. Bây giờ thì điện thoại cũng đã hư rồi, con đâu có điện thoại để sử dụng. Bản thân con đã tự phạm lỗi mà còn muốn má mua điện thoại cho con. Ba ơi. Đúng vậy, hay làm vậy đi. Mua loại điện thoại mới thì chắc không được rồi, nhưng cũng không thể không có điện thoại xài. Bà xã à, thôi bà mua đại cho nó cái điện thoại giống như trước kia đi ha. Cái gì? Không mua cái nào hết. Nó đã làm hư điện thoại thì phải biết không có điện thoại để xài. Nếu nó muốn mua cái mới thì hãy dành tiền tiêu giặt mà mua. Dùng tiền tiêu giặt của con mua sao? Chứ con phải dành tới bao lâu mới đủ chứ? Má à, giờ thời buổi này trong người không có điện thoại thì làm sao mà sống nổi chứ? Ai nói là sống không nổi hả? Thời của má, má đi học cũng đâu có điện thoại, má vẫn sống đến bây giờ nè. Bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Nè, má không tin thì cứ thử ra ngoài không cầm di động trong một ngày xem có được không? Được. Lát nữa má sẽ cất điện thoại ở trong nhà. Má với con đều không được dùng điện thoại. Để má coi thử có thể sống nổi hay không. Vốn định mua điện thoại mới để khuyến khích cho nó, nhưng mà không ngờ nó lại nói dối mình. Thà mình đem đi đổi còn hơn là đi cho nó xài. Ôi trời, đang nấu cháo mà quên bỏ bạch quả rồi. Phải gọi điện cho chị Điểm mới được. Ôi trời, tiêu rồi. Mình không có mang điện thoại theo.
Bé gái ơi, con có thể cho dì mượn điện thoại gọi một chút được không? Đăng ký có điện thoại công cộng kia. Đâu có đâu. Bộ mình giống người xấu lắm sao? Chú à, chú có thể cho mượn điện thoại gọi về nhà được không? Được, người nhà tin mắt. Để tôi gọi điện thoại hỏi người nhà trước đã. Bà ơi, bà có đem theo điện thoại không? Có thể cho tôi mượn gọi về nhà một chút được hay không? Cả nhà tôi đều sống rất hạnh phúc. Tôi đâu có hỏi là bà sống hạnh phúc hay không. Tôi chỉ muốn mượn điện thoại của bà một chút, gọi về nhà để cứu cái nồi cháo của tôi. Hạng lừa gạt này, đừng tưởng người già thì dễ ăn hiếp nha. Coi chừng tôi gọi cảnh sát đó. Đây là thời đại gì vậy? Rơi vào trạng thái tôi chỉ muốn mượn điện thoại cũng khó như vậy sao? Quy Quy nói rất đúng. Bây giờ mà không có điện thoại, đúng là không thể sống nổi được. Sao rồi bà Cát? Bà muốn gọi điện thoại hả? Chúng ta thân nhau như vậy, phải nói với tôi chứ. Tôi cho bà mượn. Cảm ơn. Ê, tôi sợ là bà không biết xài. Chiếc điện thoại này của tôi là phiên bản điện thoại đặc biệt mới nhất. Quyền, có thể lên mạng gửi email hoặc là lên tải game về chơi cũng được. Đặc biệt nhất chức năng quay phim, tính năng của nó rất tuyệt vời. Nhưng mà những sản phẩm công nghệ tiên tiến như vậy, tôi thực sự sợ bà không biết sử dụng. Hay vậy đi, bà muốn gọi cho ai tôi bấm số giùm cho bà nha. Nè, bà tưởng tôi không có sao? Không được, mình đã hứa với Quy Quy là không được xài điện thoại. Mình không thể phá lệ. Sao hả bà Cát? Có muốn gọi không vậy? Cảm ơn bà nha. Bây giờ tôi không có dùng điện thoại, bà hãy để mà dùng đi. Không gọi hả? Cảm ơn nha. Ấy trời. Ấy trời ơi, có lộn không vậy? Điện thoại mới của tôi, hai người kia. Đợi cho tôi đi. Vui sướng trong lòng. Dám nói mình không biết xài điện thoại kỹ thuật mới. Đây là điện thoại mới của tôi đó. Hai người làm nó như vậy rồi phải. Mình phải quay lại đây? Hình ảnh mất mặt này cho mọi người thấy. Nè, đợi cho để tôi bà đi. Biết tôi có điện thoại mà không xài thôi. Đừng có hòng ăn hiếp tôi nha. Đúng là đáng mỗi đời. Mỗi người có một mạng cũng không sao. Chị Anh á, chị Anh á. Ừ, mọi người tụ tập đông như vậy đang chơi cái gì đó? Hai người họ đang chơi game online. Phải đó. Chị Anh á, điện thoại của chị cũng giống hệt như tụi em. Phải đó. Vậy chúng ta có thể cùng chơi game rồi. Chà, bộ mấy người tưởng tôi còn trẻ lắm hả? Thôi tôi không chơi đâu. Cũng không thể nói như vậy. Điện thoại này từ trẻ 3 tuổi cho tới người 83 tuổi đều có thể sử dụng được. Hơn nữa còn có rất nhiều game có thể tải tùy thích. Thật hả? Nhất định là có game thích hợp với chị. Vậy chị thử đi. Dù sao chị cũng mua điện thoại mới mà. Chứ không xài hết công dụng của nó thì tiếc lắm. Nói vậy cũng đúng. Không nên lãng phí. Chơi game gì vậy? Ý? Không được vui hả? Không có điện thoại dùng không thể sống được sao? Má, con xin lỗi. Là tại con ham điện thoại mới, cố ý làm hư điện thoại. Con đã biết lỗi rồi. Ý? Con bị sốt hả? Biết nhận lỗi nữa sao? Không phải đâu. Hôm nay trong lúc cô giáo giảng bài đã cho tụi con coi một đoạn phim phóng sự. Thì sao bên Ấn Độ có rất nhiều trẻ em mỗi ngày phải leo lên những đống rác cao như ngọn đồi vậy để lục lọi tìm kiếm những thứ đồ có giá trị, sau đó thì đem đi bán để phụ giúp gia đình sống qua ngày. Nhưng không ngờ có một ngày đống rác nó sụp đổ xuống, có rất nhiều trẻ em đã bị chôn sống dưới đống rác đó. Bây giờ con mới biết được, có những cuộc sống hiện đại của ngày hôm nay còn có rất nhiều người phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ. Đừng nói là di động, mà một ngày ba bữa cơm cũng là nỗi lo với họ. Nếu nói đến việc con làm hư chiếc điện thoại, rất có thể đó là phí sinh hoạt của cả gia đình họ sống trong mấy tháng trời đó. Má ơi, con hứa với má, sau này con sẽ không tái phạm nữa. Xem ra con đã lớn thật rồi. Con biết nghĩ như vậy thì má rất vui. Nè, nếu con đã biết lỗi rồi thì má có thứ này muốn thưởng cho con. Còn nhiều game vẫn chưa chơi, cho nó cái cũ tốt hơn. Nè, con vô phòng sách rồi mở ngăn kéo của má, lấy cái điện thoại trong đó ra mà xài. Con không có chê là được rồi. Trời ơi, làm sao mà dám chê chứ. Có cái để xài là tốt lắm rồi. Con cảm ơn má. Cảm ơn nha anh Gia. Anh chịu nhận chiếc điện thoại này cho tôi, bạn gái tôi nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. Bác sĩ Tề, ông trả cao giá vậy, lần sau nếu như cần mua điện thoại mới khác thì nhớ gọi điện cho tôi. Tôi đi trước nghe. Bye bye. Bye bye. Xem ra kiểu dáng rất là đẹp. Hẹn gì nhiều người thích tới như vậy. Trả lại cho tôi. Nè, trả lại cho tôi. Ê,
hết sức rồi. Đừng đuổi theo nữa. Từ đâu đến vậy? Anh không thấy mệt sao? Trả điện thoại lại cho tôi. Người này có nguy giang hồ. Tôi gấp lắm đó. Anh đừng có gấp như tôi. Vậy hạnh phúc cả đời của tôi cũng trong chờ đó đó. Má tôi cũng ở đây đó. Tôi phải lấy tiền để trị khỏi bệnh của má tôi. Bao nhiêu tiền? 10.000. Rõ ràng là muốn ăn cướp. Điện thoại của tôi cũng đâu có mắc như vậy. Tiền Thái á. Vậy là bao nhiêu tiền? 3.000 đồng. Anh chịu đưa tiền thì nói sớm chút đi. Thiệt tình. Dạ, điện thoại mơ ước của em còn là màu mà em thích nhất nữa. Anh mua được ở đâu vậy? Tóm lại những việc anh đã hứa với em thì anh sẽ làm được. Thế sao, em thấy có thích món quà này của anh không? Dĩ nhiên là em thích rồi. Cảm ơn nha. À, em phải đi sạc pin liền. Rất đáng. Hai. Eddie à, sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Cherry vừa mới hôn em một cái. Em tặng điện thoại cho cổ mà cô ấy đã hôn em. Em nghĩ Cherry chắc đã hết giận em. Chà, rồi. Tặng điện thoại cho cổ thì cổ hôn em liền. Còn nếu tặng nhà thì không phải là chịu trao thân rồi sao? Nè, thừa thắng xông lên đi. Đừng có chơi em mà anh Bowie. Quan trọng nhất là Cherry được vui. Cho dù em phải rượt thằng ăn trộm qua mấy con đường cũng không sao hết. Hey, mua điện thoại cứ nói dành một tiếng để anh mua giùm cho là được rồi. Mà còn đòi tự mình đi mua mới thể hiện được tấm lòng nữa chứ. Không sao mà, quan trọng nhất là Cherry được vui. Bác sĩ Andy, Cherry bị nổ rồi. Cái gì? Cherry bị nổ? Không, điện thoại của Cherry bị nổ. Cherry, nè, em sao rồi, mặt của em có bị nổ trúng không, Cherry? Em không bị nổ trúng, nhưng mặt em bị đen. Đâu có đen đâu. Không phải là mặt của em, mà là mặt của anh Kiều. Trời. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Sao mà ồn quá vậy? Hả? Trời. Không phải đâu, lúc nãy anh đi mua điện thoại mới cho em. Em định vào phòng giải lao để sạc pin. Nhưng mà không ngờ anh Kiều đang sạc điện thoại của mình. Em nhờ anh ấy giúp đỡ. Ai mà ngờ tôi vừa ghim đồ sạc điện vào thì nó lập tức phát nổ. Cũng may là tôi rút tay về kịp. Nếu không đứt luôn cái tay rồi. Chà, anh Kiều, anh mạng lớn thật đó. Tôi thấy Cherry mạng lớn mới đúng đó. Nếu không nhờ anh Kiều sạc pin giùm cổ, bằng không một xác hai mạng rồi. Nè, đáng lý ra chất lượng của hãng điện thoại này cũng tốt lắm chứ. Mà là điện thoại mới nữa, sao lại đột nhiên phát nổ được? Phải đó Andy à, có phải điện thoại của em có vấn đề gì hay không? Không thể nào, anh gia người bán điện thoại cho em nói đây là đồ chính hãng mà. Hey, bác sĩ Andy à, chắc anh bị người ta gạt rồi, anh tự coi đi. Phần dưới của nắp điện thoại có ghi chú tên của hãng dởm nè. Trời ơi, sao anh gia lại nói dối gạt tôi chứ? Muốn gạt em chứ gì, em rất muốn biết anh ở đâu tìm được cái điện thoại giả này vậy. Cherry, anh không có gạt em mà. Anh có biết không, lúc nãy á, suýt chút nữa là em và con bị thương rồi. Đến bao giờ anh mới chịu nói thật với em đi? Cherry, nghe anh giải thích đi. Cherry, điện thoại này đúng là... Này, đừng đứng đây nữa. Làm việc đi. Phải đó. Bỏ đi, khám cửa xem, bỏ đi, đi. Ông xã, Andy chỉ muốn mua điện thoại mới để dỗ dành Cherry, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Bây giờ không biết phải giải thích ra sao nữa. Biết vậy không mua còn tốt hơn. Bà hãy lo bản thân mình trước đi. Chuyện gì? Lo cái gì? Này, chiếc điện thoại mới này á, có phải bà định chiếm để xài không? Không muốn cho con gái của bà hay không, hả? Mau lên. Sao có nhiều món ăn quá vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà má nấu nhiều quá? Còn món cuối cùng này là của Quy Quy đó. Điện thoại mơ ước của con. Má ơi, tại sao vậy? Ây, để tôi nói cho. Má con nghe cô giáo Trần trong trường con nói thành tích học tập gần đây của con rất là tiến bộ nên mới thưởng cho con đó. Má ơi, con cảm ơn má nhiều lắm. Ước muốn nó thành hiện thực, mãn nguyện rồi phải không? Wow, coi nó vui quá kìa. No rồi phải không? Không cần ăn nữa hả? Ai nói không ăn chứ. Hôm nay có nhiều món ăn ngon, con là phải ăn thêm vài chén cơm mới được đó. Có chuyện buồn. Ăn cơm, ăn cơm. Hạ giọng xuống một chút đi, coi chừng cậu động lòng đó. Cậu ơi, cậu cũng không cần phải buồn như vậy. Chị Sherry chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi, rồi sẽ không có chuyện gì đâu mà. Cậu đã gọi điện và nhắn tin suốt cả đêm, nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe điện thoại. Nè, em đừng có đau lòng nữa, ăn khổ qua đi. Hả? Khổ qua? Rất hợp với tình của em, đúng là số khổ mà. Đau lòng quá. Ê, đi. Đúng thiệt là. Yeah. Trời. Làm mọi người hết hồn.
Cherry vừa gửi tin nhắn cho em, cổ không trả lời điện thoại được là vì điện thoại của cổ hết pin. Hơn nữa cổ còn nói Ellen đã kể hết mọi chuyện. Em vì muốn lấy lại chiếc điện thoại này đã chạy theo tin trộm một quãng đường rất xa. Còn nữa, chuyện em mua nhầm điện thoại giỏm vốn không phải là lỗi của em. Bây giờ Cherry không còn giận em nữa mà còn rủ em tối mai ăn cơm xem phim. Con chúc mừng cậu nha, cuối cùng nổi quan cũng được giải. Cậu à, món khổ qua của cậu không cần ăn rồi phải không? À, đúng, đúng, đúng. Nè, nói vậy sao được. Cậu con bây giờ ăn khổ qua hay gì đi nữa cũng cảm thấy ngọt ở trong lòng. Phải, phải. Dạ đúng. Lúc nãy cậu gọi điện thoại không được thì lòng cay đắng như là khổ qua. Bây giờ nhận được tin nhắn của người ta thì trong lòng cảm thấy ngọt liệm. Bởi vì mới nói, thời đại bây giờ trong người không có điện thoại thì sao mà được chứ. Quy Quy, cậu hỏi con nha, giữa bạn bè và tiền bạc thứ nào quan trọng vậy? Còn phải hỏi, tất nhiên bạn bè rồi. Không ngờ cháu lại hiểu biết như vậy. Có câu nói bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, có bạn bè thì tự nhiên sẽ có tiền thôi. Dạ, tuồn phụng các ân tình thù chưa nguôi quả thật rất hay, đúng là xem hoài không chán à. Nhưng mà không uổng công ta lặn lội đường xa xa xôi tới đây để xem. May là anh Hùng lanh trí rủ thêm bác sĩ Tề cùng xem nên có xe rước đi, thiệt là tiện lợi á. Cùng sinh đương đi xem kịch, anh thấy có buồn chán không? À, không đâu, không đâu. Tốt nhất là chỉ có hai người đi riêng với nhau thôi, có đúng không vậy? Đi kiện sư huynh, anh thật biết nói đùa đó. Võ lâm cao thủ. Võ công cao. Xong ta vẫn chưa chết. Xe vẫn chưa đụng trúng. Dĩ nhiên là chưa chết rồi. Ta nói là tên tiện nhân thế kỷ kia sao vẫn chưa chết, còn sống trên đời này nữa. Tiện nhân thế kỷ chưa chết. Một người quen ta hả? Tên Đồng Phường tiện nhân này, dù có quá thành ra bụi ta vẫn nhận ra. Phi tế sư muội, muội nói không sai. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi tánh. Người vong ơn bội nghĩa là Đồng Phường Suy Phong, sư huynh của muội đây. Ông cũng biết là ông vong ơn phụ nghĩa sao? Vậy ông còn về đây làm gì? Phi tế sư muội à, chính vì ta biết năm xưa đã làm tổn thương bà quá sâu, cho nên lần này ta đặc biệt trở về đây để xin lỗi. Xin lỗi hả? Nhưng mà ta không biết phải mở miệng ra sao, nên chỉ biết lén lút đi theo, mong sẽ có dịp được nói lời xin lỗi. Lúc nãy chỉ là sơ ý một chút, chút nữa bị xe đụng chết rồi. Vậy ông có biết sao chiếc xe đó không đụng ông chết hay không vậy? Rất là rõ ràng, là trời cao muốn cho ta cơ hội đích thân nói tiếng xin lỗi với muội đó. Sai, là ông trời muốn tạo cho ta cơ hội có thể chính tay bóp chết cái đầu của ông nè. Thái mạng đi sư phụ. Đang trong cơn tức giận, ông nói những gì không nghe lọt tai đâu. Hay là gì đi, ông hãy tìm một thời cơ thích hợp cho ngày lành tháng tốt để nói tiếng xin lỗi với bà ấy đi. Sư phụ ạ, về tiếng sư muội, ta sẽ trở lại. Mất tiêu rồi. Sư phụ, người xem kìa, lại là tên tiện nhân đó. Chà, ba ngày ban mặt mà quỷ ở đây làm gì vậy? Không phải đâu sư nương, hình như ông ấy muốn xin lỗi sư nương. Đúng là làm chuyện vô nghĩa. Đông Phương tiện nhân, ta tưởng đâu ông vong ơn phụ nghĩa, không ngờ còn mặt dày vô liêm sĩ. Đừng tưởng quỷ ở đây diễn kịch trước mặt mọi người, ta sẽ đồng cảm rồi tha thứ cho ông. Đúng là đồ thần kinh. Ta không phải bị thần kinh, mà là tẩu quả nhập ma mới đúng. Tẩu quả nhập ma. Năm xưa ta đã làm biết bao nhiêu chuyện tổn thương tới sư muội, là tại vì ta bí mật khổ luyện tình ý miên miên trưởng, chiêu thứ 9 là biến tình dậy sóng. Không ngờ nhất thời nóng vội đã bị tẩu quả nhập ma, dẫn tới tính tình thay đổi hẳn. Mãi đến sau này ta bị ngủ lôi phong định mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà Đô Phương Tiện, người không phải bị ngủ lôi phong định đánh chết sao? Còn nhớ năm xưa phong định, lúc bị năm con ngựa phi qua, lúc đó ta tưởng đâu lần này chết chắc rồi. Không ngờ chúng nó chạy đúng tâm điểm, khiến cho hai mạch chính trong cơ thể của ta đã thông, cho nên ta đã tỉnh dậy. Chỉ tiếc là lúc đó ta đã bị thương quá nặng, mất hết võ công. Ta không còn mặt mũi nào để gặp sư muội Phiêu Tuyết. Ta đã đi tới Hà Lan, một mặt khổ luyện công phu, một mặt dạy công phu để làm kế sinh nhai. Vậy người còn về Hồng Kông để làm gì? Dĩ nhiên là ta muốn đích thân nói tiếng xin lỗi với Phiêu Tuyết sư muội rồi. Cộng thêm trong mấy năm nay, ta đã khổ luyện chiêu thứ 10 của tình ý miên miên trưởng, chiêu khơi lại lửa tình, nhưng vẫn có nhiều chỗ không thể phá giải được. Cho nên người mới về Hồng Kông muốn cùng ta luyện thành chiêu thức đó. Đúng là mơ mộng hảo quyền. Phiêu Tuyết sư muội à, bà cũng là người tập võ, chắc là biết rõ theo đuổi cảnh giới cao nhất trong võ thuật chính là nguyện vọng cả đời của chúng ta.
chắc bà cũng không muốn chiêu khơi lại lửa tình sẽ bị thất truyền, làm mất mặt tổ sư chứ. Năm xưa ngươi đã làm bao nhiêu chuyện sỉ nhục sư môn mà ngươi còn có mặt mũi nhắc tới tổ sư sao? Nói chuyện với hạng người như ngươi chỉ làm tốn công sức đi thôi. Sư muội à, nếu như bà không tha thứ cho ta, ta sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy. Muốn sống muốn chết thì tùy, chúng ta đi uống trà ta mời. Dạ hay lắm. Đi đi đi. Cứ nhận giùm tôi đi chị Cô Ly. Ok. Cảm ơn. Chà, lần đầu tiên có người chuyển phát nhanh tới mà không sờ tay cô đó. Hãy kiểm tra lại đi. Ngày thường sư nương của em đã không bình thường, không ngờ ông Đông Phương Suy Phong này lại càng điên hơn nữa. Nam tử hán đại trượng phu lại quỳ ở ngoài phố đông người qua lại. Hey, hỏi thế gian tình là gì? Chẳng lẽ tình yêu luôn ngộ phải nghìn trùng trắc trở sao? Xem ra anh với ông Đông Phương tiền bối đó đúng là cùng là người thất bại trong chốn tình trường. Nè, tại sao phải xen vào chuyện của chúng ta chứ? Anh chỉ là đồng cảm thôi mà. Chuyện này cũng không thể trách anh đi được. Sư phụ Đông Phương của các người chẳng phải luyện võ công đã bị tẩu quả nhập ma mới ra nông nỗi này sao? Còn Andy chưa làm chuyện có lỗi với em, nó là người vô tội. Vậy những lời mà Đông Phương tiền bối nói lúc nãy á, mọi người đều không có mặt thì làm sao biết ông ấy nói thật hay là nói dối? Dưới đầu gối của Nam Nhi là có vàng đó. Nếu ông ấy không thật sự yêu sư nương của em thì đường đường là nam tử hán, làm gì phải quỳ ở giữa chợ để cho người ta xì xào bàn tán chứ. Dùng tâm phục người, lát nữa tới giờ ăn trưa anh nhất định phải tới đó để ủng hộ ông ấy. Báo cáo trực tiếp hiện trường. Quả nhiên là một nam tử hán đại trung phu, nói được thì làm được, ngay cả quỳ cũng rất đàn ông nữa. Ông ấy đã quỳ ở đây cả buổi sáng rồi cũng không đi vệ sinh. Ông thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng bị chất thải dội vào tim. Cho ông chết ngợp luôn. Hai người không có chút đồng cảm gì hết. Đông Phương tiền bối đã mấy mươi tuổi, tới tóc cũng bạc phơ rồi. Hai người không những không thấy thương xót mà còn ngồi ở đây như là xem kịch vậy. Đúng là quá đáng mà. Là hắn tự chuốc lấy mà thôi. Tiên môn trưởng môn, Đông Phương tiền bối đó quỳ nguyên cả buổi sáng, chẳng lẽ người vẫn không động lòng hay sao? Quỳ cả buổi sáng thì đã làm sao? So với nỗi đau trong 30 năm qua của ta thì nhằm nhò gì? Quỳ ở đây để nhận sự thương hại của người khác, để ta giả trợ chân tướng của hắn cho mọi người xem. Hey. Coi chừng xe, coi chừng xe. Trời ơi, trời ơi, chạy đi. Rất nguy hiểm. Hả? Thái Sơn sụp đổ trước mắt chỉ không hề nào núng. Tuy môn trưởng môn, người đã nhìn thấy chưa? Chắc chắn là tên tiểu nhân này đã quỳ tới liệt hai chân luôn rồi. Tuy môn trưởng môn, con đã chịu hết nổi rồi. Đông Phương tiền bối đó vì người mà chịu đau khổ gia đình, người không những đứng vững chân mà còn nói như lời không ra gì. Tại sao phụ nữ ai cũng làm dạng sắt đá hết vậy? Trời ơi, nói gì vậy? Mất công nói với người, ta về mở chai rượu ngon ăn mừng trước cái đã. Phải nói đừng ai đây nữa. Đi thôi. Coi Đông Phương tiền bối, coi em sẽ khuyên suy như. Để tôi dịu. Cô chai rượu ngủ gia bì của năm 82 thưởng thức mới được. Hay lắm. Xin nương à, biểu hiện lúc nãy của Đông Phương tiền bối cho thấy ông ấy không giống như người nói dối. Có thể là trước kia ông ấy đã bị tổ quá nhập ma, cho nên đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Xin đừng có thể quên hết tất cả những chuyện trước đây mà tha thứ cho ông ấy hay không? Ta rất hy vọng được như anh Hồng Con bị mất trí nhớ rồi quên hết mọi chuyện luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rất tiếc là ta không làm được. Hơn nữa, ta nghi ngờ tên tiện nhân trở về đây lần này mục đích chính là muốn dụ ta nói ra bí quyết để giúp hắn luyện thành chiêu khơi lại lửa tình. Chuyện này không thể trách sư phụ được. Năm xưa Đông Phương tiện nhân đã nhiều lần nhục mạ sư phụ, nên chả trách sư phụ không tin tưởng ông ta. Đông Phương tiện nhân hồi đó có nhục mạ sư nương hay sao vậy? Ánh Hồng à, cô bị mất trí nhớ nên đương nhiên không biết. Còn nhớ năm xưa hả? Sư phụ một lòng yêu thương Đông Phương tiện nhân vì muốn làm cho hắn vui, người đã đích thân vào bếp học cách nấu nướng. Không ngờ tên Đông Phương tiện nhân đó đã chà đạp tấm lòng của sư phụ. Không những như vậy, chuyện quá đáng hơn là năm đó sư phụ cùng Đông Phương tiện nhân vào tửu lầu để ăn cơm. Trong lúc đang ăn, sư phụ bất cẩn đã làm xấu. Đông Phương tiện nhân không những không che giấu cho sư phụ mà còn vạch mặt chỉ tên sư phụ. Sao lại như vậy? Khiến cho sư phụ phải mất mặt trước đám đông. Một người đàn ông lại làm ra những chuyện như vậy, thật khó để người khác tin là hắn thật lòng yêu sư nương. Nhưng mà tôi nói thật nghe anh Hồng, lúc cô chưa bị mất trí nhớ, cô cũng đã dùng qua cách này để mà thử tề chương, để xem ảnh có thật lòng với cô hay không. Thật sao? Vậy kết quả ra sao? Kết quả vậy còn quá yêu tề chương. Sợ cô ấy bị mất mặt trước mặt ta, đã len lúc giúp nó thoát qua ải này. Tôi thật sự đã yêu Andy tới vậy sao? Phải đó.
Vậy chúng ta hãy diễn lại lần nữa, thử Đông Phương tiền bối thêm một lần nữa, xem ông ấy có phải thật lòng với sư nương hay không. Ta cứ tưởng chuyện tình của ta cam go trắc trở, nhưng sau khi nghe xong chuyện dĩ vãng của bác sĩ Tề và Ánh Hồng, mới biết cái gì là ý trời trêu người. Nhưng mà Phiêu Tuyết sư muội là người lòng dạ sắt đá, e rằng tới ngày ta lìa xa cõi đời cũng không được tha thứ. Xin ông đừng nói như vậy mà, tuyệt đối đừng bao giờ nản lòng. Tây Môn Chữ Môn chịu mời ông tới đây, biết đâu chừng cơ nghĩ tới muốn nói lại tiền duyên với ông thì sao? Ê, Cherry, sao Tây Môn Chữ Môn vẫn còn chưa ra vậy? À, sư nương đã ra ngoài rồi. Hả? Hai. Đông Phương tiện nhân, tiền bối, sớm muộn gì sư nương cũng sẽ gặp người. Người quỳ ở đây cả ngày cũng mệt rồi, hãy dùng chén canh nóng này cho ấm lòng. Chén canh này là do sư nương chính tay nấu đó. À, Tây Môn Chữ Môn chịu đích thân nấu canh cho ông uống, chứng tỏ là đã tha thứ cho ông một nửa rồi. Được rồi, canh còn nóng, hãy uống đi. Chén canh này không phải do Phiêu Tuyết sư muội nấu đâu, bởi vì tại biết rất rõ ta sợ tanh, không có thích canh cá. Ây cha, thất bại thật rồi. Ta quên nhắc con đừng có nấu canh cá. Thất bại. Chén canh này chắc chắn là của sư điệt Ánh Hồng nấu, muốn làm ta vui lòng. Bác sĩ Tề à, cậu hãy uống đi. Dù sao thì sư điệt Ánh Hồng cũng đã tốn rất nhiều tình cảm để nấu canh cá này. Bác sĩ cho Tài, cậu một cơ hội, cậu không đỡ từ chối phải không? Đúng. Miễn là canh mà Cherry nấu thì tôi rất thích uống. Nhận được. Có phải khó uống lắm không? Không phải. Mùi vị rất ngon, rất là tươi. Hey, cậu Tề chưa ngày chén canh cá đó mà nói ngon được sao? Hay là anh ấy điên mất rồi? Đúng là yêu Ánh Hồng đến phát điên lên rồi đó. Ê, nguy rồi sư phụ à, chúng ta phải tiến hành theo kế hoạch B thôi. Anh Hồng quá nhiên thông minh hơn người. Thật là ngại quá, để anh gánh. Gần đi dạ dày tôi không được tốt, lúc nãy tôi đã làm xấu. Uống hết nước tanh mà còn đỡ vụ làm xấu cho Anh Hồng nữa. Tề Chương thật sự rất là yêu Anh Hồng đó. Bác sĩ Tề, sao cậu lại thừa nhận chuyện đó? Người làm còn... xấu chính là ta mà. Còn tưởng sẽ thử được tên tiện nhân đó, nhưng ngược lại lại biết được tâm chân tình của Tề Chương. Tức chết đi mà. Phiêu Tuyết sư muội. Phiêu Tuyết sư muội, thì ra nãy giờ sư muội vẫn ở trong nhà. Sao muội nhẫn tâm như vậy, nhất quyết không chịu nói chuyện với ta? Sở dĩ tôi ở đây là muốn xem ông đã chết hay chưa. Phiêu Tuyết sư muội, xin hãy tin tưởng ta, lần này ta về đây là thật lòng muốn nói xin lỗi muội mà. Không cần nói nữa. Ông chỉ muốn dụ tôi nói ra khẩu quyết của Khơi Lại Lửa Tình mà thôi. Không sai. Lần này ta về đây là hy vọng luyện thành chiêu Khơi Lại Lửa Tình. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là ta muốn khơi lại lửa tình với Phiêu Tuyết sư muội. Ông thấy chưa, mọi người nghe được ai cũng ớn lạnh hết. Ông đừng có mơ mộng hảo quyền. Ta tuyệt đối không có mơ mộng hảo quyền. Ta còn nhớ tổ sư đã nói, chỉ cần luyện thành chiêu thức khơi lại lửa tình thì có thể giúp cho những đôi nguyên ương khổ hạnh có thể ấm nồng tình cảm. Tây Môn Chữ Môn, con van xin người, cho dù thế nào người cũng phải cùng Đông Phương tiền bối luyện thành chiêu khơi lại lửa tình này. Xin đừng. Nếu ông đã có lòng thành như vậy thì chuyện năm xưa hãy bỏ qua đi mà. Cơ hội hiếm có đó sư phụ à, con cũng muốn coi quy lực của chiêu thức này ra sao. Chiêu thức lợi hại như vậy nếu để bị thất truyền thì thật là đáng tiếc. Phiêu Tuyết sư muội nghe rõ rồi đó. Cho dù muội không chịu tha thứ cho ta, chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn bác sĩ Tề với sư điệt Ánh Hồng mãi mãi là một đôi nguyên ương khổ hạnh hay sao? Ai à, tôi chịu hết nổi rồi. Họ giống hệt như là trong chuyện Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá với Tiểu Long Nữ vậy đó. Dương Quá và Tiểu Long Nữ. À! Sao lại đánh anh? Ai biểu anh lại nhìn em dầm dầm vậy? Em biết là anh đang nghĩ những gì. Cũng tại anh nữa, sư phụ đang luyện võ công, còn chúng tôi đứng bên cạnh tập trung tinh thần để hộ pháp cho họ. Sao anh lại suy nghĩ lung tung vậy? Ẩn quan của bà mười mấy năm nay, ông tưởng tôi sẽ bỏ hết tất cả thật sao? Tên tiện nhân này làm theo khẩu quyết mà ta đã bịa đặt ra để luyện công,
làm cho chân khí trong cơ thể ông loạn lên hết. Tôi xem ông phải làm sao. Tẩu quả nhập ma. Trời, sư phụ, người không sao chứ? Sư phụ không sao. Đông Phương tiền bối, ông sao rồi? Đông Phương tiền bối. Rõ ràng ông biết tôi quý hại ông, sao ông không đỡ gì hết vậy? Ông có biết làm vậy rất dễ bị tẩu quả nhập ma không? Nếu quả thật như vậy, Phiêu Tuyết sư muội mới chịu tha thứ cho ta, thì cho dù ta có chết, ta cũng cam tâm mà. Trời ơi. Suy Phong sư huynh. Suy Phong sư huynh của ta sau khi bị nội thương, tiến với kiếm hiệp lên núi hái dược liệu. Cho dù có đưa tới bệnh viện cũng vô dụng, mà dùng tới phương thuốc gia truyền độc nhất vô nhị của Tiền Thiên Bát Quái Môn chúng ta mới có thể cứu khỏi. Nhưng mà trước lúc mặt trời mọc, phải lấy đủ những giọt sương sớm đem về nấu thuốc mới có hiệu quả được. Cherry, em coi nè, đầy bình rồi. Andy, anh không sao chứ? Trời, anh thật là vô dụng, vất vả lắm mới lấy được đầy bình sương, bây giờ đã bị đổ rất nhiều, chắc là phải đi kiếm nữa. Anh hãy nghỉ ngơi một lát đi. Không được, trước lúc mặt trời mọc anh nhất định phải lấy đầy bình nước này để đem về cho sư nương em làm nước để sát thuốc. Nếu không thì bệnh của Đông Phương tiền bối sẽ không thể chữa khỏi, họ sẽ không luyện thành chiêu khơi lại lửa tình. Em chờ anh một lát sẽ nhanh thôi. Chờ anh nha. Từ từ thôi. Tây Môn Chưởng Môn, Đông Phương tiền bối uống thuốc xong rồi, sao vẫn chưa tỉnh lại vậy? Bây giờ Suy Phong sư huynh đang bị tẩu quá nhập ma, cậu tưởng là bệnh cảm cúm bình thường, chích mũi thuốc thì sẽ khỏe lại sao? Ông ấy tuy đã uống thuốc, nhưng mà ta phải dẫn công để cho thuốc ngâm toàn thân thì mới có thể tỉnh lại được. Cứ tiếp tục đợi như vậy, không biết phải chờ tới bao giờ để tôi xuống dưới nấu vài gói mì cho mọi người ăn. Được, em. Anh nè, đợi một lát nha, thật là ngại quá. Alo, vậy hả? Vậy à? Được, bây giờ tôi sẽ tới đó ngay. Nè, nhất định phải coi chừng nó. Được rồi, bye bye. Chuyện gì vậy? Thằng bé lấy cắp rượu trong nhà uống say tới nổi cơn điên. Bây giờ mẹ thằng bé kêu anh tới đó để khám cho nó. Chà, mới nhỏ mà đã lấy trộm rượu uống. Thằng bé tiểu yêu đó đúng là đặt tên không sai. Anh đi khám cho nó đi, rồi mở đây chăm sóc hai sư phụ được rồi. Vậy nếu mà họ tỉnh dậy, nhớ thông báo cho anh biết. Trời nha. Yên tâm đi, hai người đó giống như là quá đá vậy. Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc, ngày mai chưa chắc có đồng tỉnh đâu. Đúng rồi, anh cũng đã bận rộn suốt ngày. Sau khi khám bệnh cho thằng bé xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai mới tới đi. Em cũng vậy, nếu cảm thấy mệt thì đi ngủ đi, đứa bé cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Bác sĩ Tê, nếu mà anh còn chưa đi, coi chừng thằng tiểu yêu đó nhảy lầu đó. Nhanh lên. Đi. Vậy tôi đi đây. Andy. Hả? Có chuyện gì? Hẹn ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp. Nhanh lên. Đi. Nhanh lên đi. Trời ơi, anh Hồng à, cô có biết là lúc nãy thái độ của cô đối với bác sĩ Tề đã khác hẳn rồi không? Đúng vậy đó, cứ nhìn cái cách mà bác sĩ Tề dùng thái độ bất chấp tất cả của mình để giúp Đông Phương sư bá luyện thành chiêu khơi lại lửa tình, thì có thể chứng tỏ tình cảm của anh đối với anh Hồng sâu đậm biết bao, cho nên anh Hồng sao không cảm thấy được chứ? Đúng vậy, chuyện quan trọng trước mắt là để hai vị mau chóng luyện thành chiêu khơi lại lửa tình, như vậy mới giúp cho người có tình có thể đến với nhau được. Để tôi nấu mì. Không cần đâu, cô đang có bầu mà. Để tôi đi nấu cho. Nè hai người, các anh đừng có lộn nữa bao vậy. Hai người họ đi đâu rồi? Người đi đâu rồi? Sao kỳ vậy? Tối hôm qua lúc tôi đi vệ sinh thấy hai người vẫn còn ở đây mà. Tiêu rồi. Chẳng lẽ sư phụ đã thành tiên rồi? Để tầm tới rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà dáng vẻ hai người đổi khác quá vậy? Trời ơi, tóc đen, da mặt mịn màng. Trời ơi, tóc còn màu đen nữa kìa. Bộ hai người đi nhuộm tóc hả? Đúng là nói mọi người cũng không tin. Lúc mà ta trị thương cho Suy Phong sư huynh á, không những ta đã thông được kinh mạch của người, mà còn lãnh ngộ được bí mật của tuyệt chiêu khơi lại lửa tình. Thì ra cung bậc cao nhất của tình yêu đó là chịu hy sinh vì tình. Suy Phong sư huynh chính là vì ta mà bị tổn thương. Đồng thời Phiêu Tuyết sư muội cũng vì muốn giúp ta trị thương, rốt cuộc có thể bỏ xuống nỗi lòng của mấy mươi năm về trước, để rồi chúng tôi tâm linh tương thông, xung phá cực hạn, cuối cùng đã luyện thành tuyệt thế chưởng pháp khơi lại lửa tình. Hay lắm vậy. Không những như vậy, chúng tôi không khác gì thoát thai quan cốt cải lão hoàng đồng, trẻ ra thêm mười mấy tuổi. Sư nương à, bây giờ người đã luyện thành khơi lại lửa tình, tức là coi danh đi, có cơ hội có thể trở lại vui vẻ như ngày xưa. Chà, vậy thì mau chóng kêu Tề Chương tới đây liền đi. Vẫn chưa được đâu. Tuy chúng tôi đã luyện thành khơi lại lửa tình rồi, nhưng mà công lực vẫn chưa cao,
cộng thêm nội thương của ta vẫn chưa bình phục, e rằng bây giờ ta vẫn chưa thể giúp cho bác sĩ Tề và sư điệt Anh Hồng thử nghiệm chưởng pháp. Vậy có nghĩa là con Danh đi vẫn chưa thể khơi lại lửa tình rồi. Sư điệt Anh Hồng, con cứ yên tâm đi, chỉ cần trong những ngày sắp tới, đợi khi công lực ta phục hồi và chưởng lực luyện tới mức thành thạo, thì cũng là lúc tụi con sẽ được toại nguyện. Vậy rốt cuộc con phải chờ đợi bao lâu nữa? Anh Hồng, theo ta vào đây, ta có chuyện này muốn nói với con. Cái gì? Đi Hà Lan? Hồi nãy lúc ta và Suy Phong sư huynh ra phố để mua điểm tâm đã có bàn qua, ta với sư huynh đã có thể qua giải được ân oán của mấy mười năm qua, thì phải nên đem tiên thiên bát quái môn và hậu thiên bát quái môn nhập hai môn phái lại thành một. Phát dương đại tiên thiên bát quái môn nổi tiếng khắp nơi. Do đó ta đã quyết định theo sư huynh tới Hà Lan để mở võ quán. Nhưng sư nương à, nếu mà người theo Đông Phương sư bá về Hà Lan, vậy tụi con phải làm sao đi? Rốt cuộc con muốn ở đây với Tề Chương hay là theo mọi người về Hà Lan? Hơn nữa trong bụng con còn có một đứa con. Chuyện này phải do con tự mình quyết định. Đẩy đến bước đường cùng, Andy à, em hy vọng con mình sau này lớn lên sẽ là bác sĩ, nhưng mà không biết học nha khoa hay là nhãn khoa đi. Còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là học nha khoa rồi. Tại sao vậy? Nè em thử nghĩ xem, một người chỉ có hai con mắt mà răng thì có 32 cái. Làm bác sĩ nha, chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.